Tiếp tục cái chương trình hỗ trợ in tài liệu ôn thi Tokutegino các ngành nghề thực phẩm, nhà hàng và đặc biệt hiện nay như là nông nghiệp hoặc là hàng không hoặc là xây dựng. Anh em nào đang cần tài liệu mà tài liệu photo đó học cho nó dễ thì anh em có thể inbox cho công ty mình nhé. Công ty mình thì hiện nay hỗ trợ cho tất cả anh em tài liệu ấy, ví dụ như là ngành hàng không thì có cái phần dịch luôn rồi nhé, có cả tiếng Việt và tiếng Nhật. Còn lại ví dụ như nhà hàng và thực phẩm thì có cả đề thi, đáp án và hỗ trợ cho anh em tất cả các tài liệu anh em đang cần. Ví dụ như là các bạn nào mà đang có hứng thú đăng ký thi các ngành nghề Tokutegino thì có thể liên hệ với công ty mình để bên mình hỗ trợ in tài liệu. Và lưu ý là có phí nhé, rất rẻ thôi, không có cao đâu, nhưng mà free ship trên toàn quốc. Anh em nào có nhu cầu thì nhắn tin qua nhé. Và hiện nay bên mình đang hỗ trợ cho rất là nhiều anh em luôn. Anh em cứ nhắn tin qua nhé nếu có nhu cầu. Cảm ơn các bạn.